chị đi, hello chị đi. Đồ đẹp nơi nãy mới có chuyện xảy ra ở đây. Chuyện gì nữa? Dạ. Hai ba chuyện luôn. Ở ngoài đường rồi cái thùng rác rồi tùm lum. Rác sao? Thùng rác bị đỏ quá vậy. Anh Sam với chị Ni đi chuẩn bị đi mộ nha mọi người. Ngọc ơi. Sam đeo cọc. Có hay không? Bây giờ con sẽ không có ngoài không? Con mượn cái. Ngọc, em mượn xe cái được không Ngọc? Mượn xe, mượn giấy tờ xe con bị đó. Chị Ni với chị Lan đang chuẩn bị lên mộ đó mọi người. Hôm nay là sẽ có cái sinh nhật của nghệ sĩ ô tô Vũ Linh nhà trẻ.